Đà Nẵng sẽ tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với thời lượng kéo dài 15 phút từ 0 giờ ngày 22 tháng 1. Theo đó, Đà Nẵng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm gồm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi, khu vực trước trung tâm hành chính quận Liên Chiểu và khu vực trung tâm hành chính huyện Hòa Vang. Theo ghi nhận tại điểm bắn cầu Nguyễn Văn Trỗi, từ sáng ngày 19 tháng 1, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tập trung lực lượng, phương tiện lắp đặt ống pháo, đấu nối các đường điện, tín hiệu dẫn bắn. Tại khu vực cầu Nguyễn Văn Trỗi, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã điều động 8 cán bộ chiến sĩ, 5 kỹ thuật viên kết nối pháo. Các điểm còn lại, mỗi điểm sẽ điều động 10 dân quân tự vệ, 5 kỹ thuật viên để chuẩn bị mọi việc chu đáo, sẵn sàng cho một đêm giao thừa lung linh sắc màu. Pháo hoa mừng năm mới sử dụng các loại tầm cao, tầm thấp để tạo hiệu ứng đặc biệt. Tại điểm cầu Nguyễn Văn Trỗi sẽ sử dụng 700 quả pháo tầm cao, 40 dàn tầm thấp. Các điểm còn lại sẽ sử dụng 650 quả pháo tầm cao để thắp sáng bầu trời vào đêm giao thừa sau nhiều năm tạm hoãn vì dịch Covid-19.